ba thẻ để chọn đội bạn rất thân thương. Còn là đội tuyển Hà Nội thì mới rất nhiều cầu thủ nên đóng góp rất nhiều ở giải Đại Trung Quốc. Thì khi về lại thì người bạn mà thi đấu liên tục hai trận thì nó có một quá tải như Quang Hải, Quang Hồng. Trận ngày mai thì tôi vì con người tôi có thể điều chỉnh cho các bạn đấy để có thể có thời gian nghỉ cùng. Nếu bạn biết rằng trong khoảng thời gian vừa rồi nếu các câu lạc bộ khác thì có thể được thời gian nghỉ, nhưng tôi còn đội rất nhiều điều thì trong khoảng thời gian đấy các bạn có thể thi đấu rất nhiều ở đội tuyển và ở V-League hoặc là AFC Cup. Nhưng nếu khoảng thời gian vừa rồi thì khi mật độ thiếu điện tuyển khoảng một khoảng lệch không có thì luôn 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 thể hiện cái sự quá tải và cái sự hưng phấn của bóng thì nó sẽ không còn nhiều. Với một huấn luyện viên đám mấy cả đám mấy với cái lịch thi đấu dày như thế thì với một huấn luyện viên như ông thì chắc là chỉ có thể là giúp các bạn ấy bằng cách là điều chỉnh về mặt nhân sự, về mặt các cầu thủ đã rút ra sau, về mặt nhân sự. Chứ thực ra để mà phục hồi phục cho các cầu thủ thì bản thân đội Hà Nội cũng chưa hẳn là tốt cái điều đấy. Bản thân ông có chăn trở về điều này không? Thì đối với tôi thì rất chăn trở, để các bạn biết rằng cái lịch thi đấu là kết quả di chuyển cứ 3-4 ngày một trận, và nhất là các bạn đã thi đấu trong cả cái năm 2018 sang kéo dài năm 2019 này thì rất nhiều. Nhưng mà để lấy công tác phục vụ thì tất nhiên là câu lạc bộ thì chỉ có những cái phương án nhất định như sụp hoặc là cướp ngâm đá để cho các bạn nó có hồi phục là gần để mà cắt kẻ hơn thì câu lạc bộ này chưa đầy đủ trong vấn đề đấy. Còn giờ để điều chỉnh thì các bạn biết rằng huấn luyện viên thì bao giờ cũng áp lực thành tích, nhưng tất nhiên là mình rất muốn luân chuyển cho các bạn lớn nhưng còn cái thành tích của đội bóng thì tôi phải tính toán từng trận đấu để cho các bạn có được một thời gian phục vụ. Ông đã đi rất là nhiều các câu lạc bộ đá Hà Nội, đá với rất nhiều các đội bóng lớn ở trong khu vực rồi, thì ông nhìn ra cái điều gì ở những công tác hồi phục của người ta? Thì với tất cả câu lạc bộ trên thế giới hoặc là khu vực châu Á hoặc châu Á thì người ta luôn luôn có bộ phận dinh dưỡng, bác sĩ và chuyên gia tâm lý để làm sao sau một trận đấu người ta có nhiều cái phương pháp để người ta hồi phục về thể trạng, về cả tâm lý, về cả là bổ sung dinh dưỡng. Thì phía trong cái đấy thì chắc chắn là các câu lạc bộ Việt Nam người ta rất thiếu về vấn đề đấy. Thì vì các bạn biết rằng là V-League của Việt Nam thật sự nó cũng chưa tiên nhận như các đội trong khu vực. Ông đề xuất những cái phương án gì với cái đội Hà Nội để mà các cầu thủ có cái điều kiện hồi phục tốt hơn trong cái quãng thời gian này? Năm nay phải nói là năm cực kỳ vất vả với đội Hà Nội. Thì tất nhiên là các bạn biết rằng câu lạc bộ Hà Nội thì đang thiếu rất nhiều đến điều kiện, kể cả là sân bãi hoặc là khu vực tập luyện thì nó sẽ bị động rất nhiều. Nhưng mà khi mình nếu mình có thì mình bắt đầu có những cái phương án, mình xây những đội sục hoặc mình có những cái phòng chức năng để làm sao để cho cầu thủ hồi phục một cách nhanh nhất. Nhưng hiện tại cái cơ sở vật chất của Hà Nội thì đều là cái đăng ký thuê thì nó sẽ nhận được. Với những cái sự khó khăn như thế thì có thể là thay đổi mục tiêu thì tất nhiên là trong cái mục tiêu của Hà Nội đặt ra thì luôn luôn bất cứ một giải đấu nào để đạt mức cao nhất, nhưng lãnh đạo không đặt áp lực đấy tùy từng thời điểm. Thì các bạn biết rằng cái mục tiêu của Hà Nội thì luôn luôn hướng tới phía trước, nhưng nếu mà từng thời điểm mà cái lực lượng thời điểm để mình thay đổi mục tiêu, nhưng mà hiện tại thời điểm này thì tôi và mình luôn luôn hướng đến một giải đấu mà đặt mục tiêu cao nhất. Thì chắc chắn bạn biết là cái trận đấu với câu lạc bộ luôn luôn khó khăn, kể cả là cái mùa giải năm 2018 câu lạc bộ rất là thăng hoa, nhưng gặp Sài Gòn thua một trận hòa một trận tại sân nhà. Thì các bạn biết rằng đấy là cái sự thì bạn biết là đội Sài Gòn rất nhiều cầu thủ ở trong bài của câu lạc bộ thì rất nhiều đội chơi và cái sự nhiệt huyết khi mà hai đội quay lại gặp nhau thì đấy cũng là cái những teaser của từng đội bóng khi gặp nhau thì đây là cái trận đấu rất khó khăn với câu lạc bộ.